Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Trương Tử Di được khen trẻ đẹp ở tuổi U50, tái sinh mạnh mẽ sau ly hôn. Nữ diễn viên Trung Quốc Trương Tử Di được mời làm giám khảo tại Liên hoan phim Venice 2024 Italia. Mỹ nhân Hoa Ngữ được khen ngày càng trẻ đẹp và quyến rũ dù trải qua sóng gió hôn nhân hay bước vào tuổi U50. Tháng 9 này, Trương Tử Di tới Italy tham dự Liên hoan phim Venice 2024. Nữ diễn viên Trung Quốc được mời tham gia với tư cách giám khảo Trung Quốc duy nhất. Ngôi sao sinh năm 1979 bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 1996. Năm 1998, cô gây tiếng vang với phim Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Các bộ phim mà cô góp mặt như Thập diện Mai Phục, Anh Hùng, Hồi ức 1 Gây xa, Thời cao điểm 2, Thượng Dương Phú, Hiểm họa Trạm không gian đều gây tiếng vang lớn. Hiện tại, Trương Tử Di được xem là một trong những nữ nghệ sĩ Trung Quốc có tiếng trên thế giới, được mời tham dự nhiều sự kiện điện ảnh, thời trang quốc tế. Do vậy, việc cô được mời làm giám khảo cho Liên hoan phim Venice 2024 là điều khiến công chúng không bất ngờ. Trương Tử Di làm giám khảo cùng nữ diễn viên người Pháp Isabelle Huppert, đạo diễn kiêm biên kịch người Italy Jesu Seppier Tonator, đạo diễn kiêm biên kịch người Đức Julia von Hens, đạo diễn kiêm biên kịch người Mỹ Travis Gray, đạo diễn kiêm biên kịch người Anh Andrew Hay, đạo diễn biên kịch nhà sản xuất người Ba Lan Agnieszka Holland, đạo diễn kiêm biên kịch người Brazil Kleber Medonka Fiorho. Trước đó, năm 2004, Trương Tử Di từng được mời tham gia hội đồng ban giám khảo của Liên hoan phim Venice lần thứ 61, nhưng cô từ chối do đang bận quay phim Hồi ức của một gây xa tại Mỹ. Năm 2024 là một năm bước ngoặt trong cuộc sống của Trương Tử Di, cô trở lại làm việc trong làng giải trí sau thời gian dài nghỉ ngơi để chăm sóc gia đình, giải quyết thủ tục ly hôn với nam ca sĩ Uông Phong. Trước khi góp mặt tại Liên hoan phim Venice 2024 với tư cách giám khảo, nữ diễn viên cũng có sự xuất hiện ấn tượng tại Liên hoan phim Cannes 2024 tại Pháp hồi tháng 5. Cô tới Pháp để quảng bá cho bộ phim mới Tương Viên Lộng, đây cũng là bộ phim mới nhất mà Trương Tử Di tham gia trong những năm gần đây. Phim được lên kế hoạch sản xuất từ năm 2015, nhưng mãi đến tháng 12 năm 2023 mới chính thức khởi quay. Đạo diễn Trần Khả Tân cho biết, ông chỉ hoãn lịch quay phim Tương Viên Lộng vì muốn Trương Tử Di đảm nhận vai nữ chính trong phim. Ngoài vai nữ chính được giao cho nữ diễn viên 45 tuổi, tác phẩm còn có sự góp mặt của Dương Mịch, chủ là diễn Trương Tự Quỳnh. Tại Liên hoan phim Cannes 2024, Trương Tử Di nhận biệt đãi của ban tổ chức khi có tới 3 phút sải bước, tạo dáng và chụp hình trên thảm đỏ. Truyền thông quốc tế cũng dành những lời khen ngợi và sự ưu ái đặc biệt dành cho cô. Trong lần tái xuất Ma Nạnh Rộng, Trương Tử Di bày tỏ sự biết ơn với đạo diễn họ Trần. Cảm ơn anh cho em cơ hội tái sinh. Với em, Tương Viên Lộng là khởi đầu cho chặng đường mới. Trương Tử Di xác nhận ly hôn nam ca sĩ Uông Phong vào năm 2023 trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Trước đó, họ được xem là cặp tình nhân hạnh phúc, sở hữu một tổ ấm đáng mơ ước. Trương Tử Di nhiều lần dành lời khen ngợi cho chồng cũ, trong khi Uông Phong cũng biết ơn sự dịu dàng, hy sinh của cô dành cho gia đình. Trương Tử Di và Uông Phong chính thức trở thành vợ chồng vào năm 2015. Họ có 2 con chung, một trai và một gái. Sau khi kết hôn, Trương Tử Di không còn đóng phim nhiều. Thay vào đó, người đẹp tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ và chăm sóc gia đình, trở thành hậu phương cho ông xã Uông Phong tập trung xây dựng sự nghiệp. Theo một số nguồn tin, Uông Phong được cho là ngoại tình và đây là nguyên nhân khiến cuộc hôn nhân 8 năm của hai ngôi sao giải trí Trung Quốc đổ vỡ. Trước thông tin này, Tử Di không lên tiếng bình luận. Trở lại cuộc sống độc thân, ngôi sao 45 tuổi tập trung cho sự nghiệp, chăm sóc 2 con. Theo Sina, nữ diễn viên Anh Hùng đang làm việc với một người có quyền lực, nguồn lực và mối quan hệ, có thể giúp cô vực lại sự nghiệp, vượt qua nút thắt hiện tại với bước lên một đỉnh cao mới. Từ cuối năm 2023, Trương Tử Di liên tục xuất hiện tại các sự kiện và hoạt động nghệ thuật trong và ngoài Trung Quốc. Nữ diễn viên 45 tuổi được khen ngợi rạng rỡ, quyến rũ, hồi sinh mạnh mẽ sau vụ ly hôn ồn ào. Ngoài đóng phim, Trương Tử Di cũng sở hữu nhiều hợp đồng quảng cáo có giá trị. Cô liên tiếp lọt vào danh sách những ngôi sao kiếm tiền giỏi nhất Trung Quốc. Theo Celebrity Network, ngôi sao 45 tuổi hiện sở hữu khối tài sản khoảng 100 triệu đô. Đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.